Hồng Vân và Quốc Thuận. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự đồng hành từ nhãn hàng Alabio. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn. Là tại giờ em ghen quá. Mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác. Những cái người con gái kia họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ. Nhưng mà thật ra anh không có phải vậy mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em thì em không thích vậy. Em muốn là bạn trai em lúc nào anh chỉ tập trung 100% vào em thôi. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, tưởng ai xa lạ. Một đôi trai tài gái một sắc. Một đôi trai tài gái sắc và rất là gọi là thân thiết với tôi à, rất vui khi là được chào đón hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Và mời hai em. Lời đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Thuận, cô Vân. Chị Vân. Dạ, chị Vân. Chào em. Dạ, em là anh Tài. Đó. Dạ, năm nay 34 tuổi rồi. 32 tuổi. Tính được như 34 chứ vậy. Trời ơi, khai mang hả? Nhiều khi em lấy vợ về rồi em không biết em bao nhiêu tuổi luôn á. Bây giờ nó thiệt cả là em với em nhỏ bằng tuổi hay là bằng tuổi? Bằng tuổi. Bằng tuổi. Nói thiệt đi. Hiện tại em đang là diễn viên, là ca sĩ tự do. Lời tiên xin cho em gọi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cũng như là khán giả đang coi chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Vũ Ngọc Ánh, em 33 tuổi, bằng tuổi chồng của em. Em hiện tại đang là diễn viên. Rồi. Nói nghe nè, nói chung là ai cũng biết hai vợ chồng em là một cặp đôi mà trai tài gái sắc trong làng showbiz. Tuy nhiên là đồng nghiệp giống như anh đi chẳng hạn, biết hai vợ chồng em rất nhiều nhưng chưa biết về tình yêu của hai đứa. Đúng bắt rồi. Đầu như thế nào. Dạ, tụi em á, gặp nhau không phải là thông qua bộ phim nào hết. Tụi em chưa bao giờ đóng phim chung nhau luôn. Là sau này khi mà đã thành vợ chồng rồi mới bắt đầu đóng phim chung. Chứ lúc trước là không có gặp nhau trên phim. Mà gặp nhau qua một bữa tiệc off đoàn phim của em anh ấy. Em chính lại nha. Cái đó là cái bữa tiệc khai mái phim của em. Còn cái bữa tiệc ốp đòn của cô này là không liên quan gì hết. Mà sao em lại đi? Bữa tiệc khai mái thì cái người mà khai mái cái đoàn phim của em cũng là cái ekip quay cái phim trước đó của cô này. Thế là người ta mời tới thôi. Xí soạn đi tới thôi, chứ không liên quan gì tới bữa tiệc hết. Cái quan trọng là hai đứa gặp nhau là đó là duyên đưa đẩy rồi đó. Dạ. Và sau đó là định mệnh kéo dài tới tận ngày hôm nay. Hai đứa ấn tượng luôn ở với nhau ở tại cái bữa ốp đòn đó luôn. Dạ. Rồi sao nè, cái bữa tiệc đằng sau anh quan tâm dễ sợ. Thì tăng một thì cũng chưa có để ý nhau lắm. Lát hồi cô mới tới mà tụi em cũng say say. Tới tăng hai thì mọi người đi karaoke. Đó. Thì cái dòng mà karaoke vô thì ca sĩ cũng ca sĩ dành dành hát. Trong đêm đó là đã có cảm tình với Vũ Ánh đúng không? Đó. Xíu thì sao? Nó đẹp lắm luôn. Nó đẹp. Dạ thì đẹp cũng mà. Có à. Sau đó là hai đứa có nhắn tin qua lại. Trong cái đêm đó là đã có số điện thoại rồi đúng không? Dạ Facebook, không. Facebook thôi. Facebook thôi. Đứa nào chủ động thả trước? Em thả Thính á. Chắc chắn Tài rồi. Em vô thôi. Ý chị này quen quá là bữa có gặp. Ví dụ như người bình thường không thích ta đâu trả lời lại đâu chị không? Không trả lời qua loa như chưa. Ý em này cũng quen quá. Bắt đầu chat chít với nhau trên Facebook. Đó là bắt đầu những câu chuyện. Rồi bao lâu thì mới bắt đầu đi chơi riêng với nhau? Mấy bữa sau là bắt đầu tụi em đi chơi riêng rồi. Nhưng mà để chính thức quen nhau chắc khoảng 2 tuần sau. Lâu dữ lắm. Lâu quá. Rồi nghe nè, 14 ngày là Tài tỏ tình với em đúng không? Dạ không, tụi em không có tỏ tình gì với nhau hết trơn á. Lần đầu tiên mà rủ đi coi phim là anh đã nắm tay em rồi. Nhưng mà em có giá mà em đâu có cho. Em quánh tay buông ra. Là những ngày đầu. Chứ xong sau đó đến hồi mà đến 14 ngày sau em mới cho nắm tay rồi mới hôn. Thì chứ tụi em không có tỏ tình làm bạn gái anh nha. Hay là gì là không có. Dạ trong xe hơi. Em bực lắm. Ai là người nắm tay thì không cho, kêu hôn thì chủ động. Không. Không phải là chủ động mà kiểu là kích mình đó. Dám không? Dám đi làm đi, đừng có nói không làm. Tức quá. Không. Không liền đúng không? Đó. Tức quá, hôn liền. Xong rồi nó hôn gì chán quá vậy. Em buồn lắm anh. Em buồn lắm. Rồi sau đó thì sao? Tình yêu các em nó phát triển chắc là đẹp lắm đúng không? Không có anh, sau đó không bỏ em đi. Bao lâu? Chắc chừng tháng. Tháng 2 tháng sau. Tình yêu đẹp sao? Thì mình kể đó chưa. Không, gì không. Kể đi. Cuộc tình của anh với em không hề đẹp. Cuộc tình của anh với em là quá chung chuyên. Em nói thiệt với chị 4 năm quen nhau chia tay 8 lần. Ai là người chủ động rồi chia tay? Em luôn là người chủ tại động sao? Chia tay. Đào hoa đúng không? Tại quá đào hoa. Mà em rất là ghen nữa. Tụi em thì thường cãi nhau ghen tu những cái chuyện mà nó rất là vớ vẩn thôi. Là tại giờ em ghen quá. Mà anh này thì anh rất là hay thích chọc ghẹo những người diễn viên khác. Những cái người con gái kia họ sẽ nghĩ là anh đang đong đưa với cổ. Nhưng mà thật ra anh không có phải vậy mà anh chỉ chọc ghẹo thôi. Nhưng mà em thì em không thích vậy. Em muốn là bạn trai em lúc nào anh chỉ tập trung 100% vào em thôi. Đó cho nên là tụi em cãi nhau gây lộn với nhau rất nhiều.
Mà mỗi lần như vậy là em quyết định em chia tay. Có một thời gian em vô đoàn phim em bị mọi người xa lánh luôn á. Khi mà mình đang nói chuyện với đồng nghiệp một cách thân thiết đi thì đột nhiên em không thể nói chuyện với người ta được nữa, tại vì giờ em quá ghen. Cho nên là em không nói thì người ta sẽ khó chịu. Ủa sao bình thường ông này vô ông giỡn hết rồi sao hôm nay tự nhiên cái ông im re mà nói cái gì em cũng hầm hừ xong em bỏ đi. Thế là người ta phải đau ra được cái chuyện đó là à, do vợ em ghen quá. Thế là mọi người xa lánh em á. Cái chuyện mà vợ em ghen là coi như là mọi người biết luôn á. Hầu như là ai cũng biết. Rồi em ghen khùng ghen điên cỡ vậy đó. Rồi nhưng mà thật ra là ông này ổng có lén phén với cô nào mà em dạ, bị bắt cặp không? Không có lén phén. Nhưng mà ví dụ như sau cái chuyện mà em và ổng chia tay đi chăng thì khoảng thời gian đó thì em biết là ổng cũng có qua lại với những cái người mà ổng có nhắn tin nha. Thì khi mà quay trở lại thì em lại càng nghi ngờ thêm nữa. Đó là, đó thấy chưa, những cái gì em nghi ngờ đâu có sai. Rõ ràng là sau khi anh chia tay với em là anh cũng có qua lại với mấy người đó. Nếu mà anh không có chọc giỡn như vậy thì anh sẽ không có cái mối quan hệ như vậy. Đó, cho nên là em ghim vào cái chuyện đó mà nó dần dần nó càng làm cho cái mối quan hệ tụi em nó nó mệt mỏi hơn. Tụi em chia tay nhau 4 lần thì cứ lần đầu tiên là khoảng 2 tháng, xong lần tiếp theo là 3 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng, lần cuối cùng là 6, dạ 6 tháng. Như là yêu nhau trong bao lâu? Yêu nhau 4 năm. 4 năm mà chia tay vậy cũng gần 5 vậy rồi. Chi dạ. Là cũng như là cũng cả 5 trời. Cả 5 hơn, trời. Dạ. Là dành cho việc chia tay. Dạ, dành cho việc chia tay đó. Và đến cái lần cuối cùng á, khi mà tụi em chia tay mà đó là em quyết định luôn là em sẽ đi tìm hiểu người mới luôn. Thì lúc đó thì anh lại quay về. Anh muốn là tụi em tái hợp lại nữa, mà lần này em không có chịu nữa. Tại vì em nói là không, mất thời gian quá rồi, 4 năm trời rồi, bây giờ mình cứ quen nhau xong mình chia tay rồi anh sẽ lại như vậy, anh không có thay đổi. Và anh nói nếu như em không tin thì mình đám cưới đi. Em lúc đó em cũng đâu có chịu, tại vì em nghĩ lỡ đám cưới vô rồi lỡ có chuyện gì mình chia tay nữa thì trời, có phải giờ em gian dở một đời chồng không? Nhưng mà sau cái thời gian đó thì anh chứng minh cho em rất nhiều chuyện. Việc đầu tiên là anh lóc hết tất cả những cô gái mà anh hồi xưa mà em có ghen tuông là anh lóc hết. Sau đó rồi anh bắt đầu thể hiện cho em thấy là anh chỉ tập trung một mình em thôi. Và sau em thấy được, nếu như anh thay đổi vậy thì em quyết định đám cưới luôn. Trời ơi, như vậy là quá tốt rồi. Thay thiệt không ông? Thiệt. Thôi, tại vì cái mối tình nó quá nhây rồi, hiểu không? Nó nhây quá rồi, em mệt mỏi quá rồi. Xong rồi lúc cưới, lúc nói giờ đám cưới luôn đi, giờ hôm chơi nó chơi quyết định cưới luôn ơi. Chơi, thách, chơi luôn. Cưới nhau được bao nhiêu lâu? Cưới nhau được mới tròn một năm. Cưới nhau xong rồi là chồng có phải đi diễn, đi quay xa? Dạ, dạ đi quay suốt. Cưới nhau xong là em có em bé luôn. Dạ, nó giống mẹ hay giống ba? Giống ba, dạ, mới bé mới được có 4 tháng thôi. Mà cái đêm tân hôn nó hấp dẫn không? Thì em xin thưa là nó không hấp dẫn lắm đâu anh. Đó, cái đêm tân hôn là em chỉ có ngủ thôi. Vậy thì sở dĩ cái đêm tân hôn á tụi em không hấp dẫn là bởi vì các em có một cái đêm hấp dẫn trước đó rồi, đúng không? Em nhớ là cái hôm đó là em đi off đoàn phim của em. Thì hôm đó em off đoàn rồi, em đi tham gia cái tiệc đó rồi, sao em mới nói anh đi rước em. Thì anh đi rước lúc đó em cũng xịn xịn rồi. Đó cũng cái kiểu thách đố vậy đó. Em cũng giỡn giỡn, nói nhiều quá, giờ dám không vậy đó. Giờ em dám không, xong anh cũng chở thẳng vô khách sạn luôn. Kêu sao lúc rồi. Hồi đầu em hù dọa thôi, em nhà có cửa đàng hoàng, tại sao không chở về nhà. Em chỉ muốn hù dọa thôi, giờ nói vậy không, giờ chở khách sạn nha. Cuối cùng vô khách sạn, chưa sợ nữa, tụi lên tôi bút phòng nha, bút phòng, chưa sợ luôn, vô phòng. Đóng chưa đinh. Sợ luôn, chưa sợ luôn. Chưa sợ, đóng đinh. Chắc từ lâu. Chứ sao lúc em vô phòng em nói chứ em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, cả ông xanh gọi cho mẹ em chi. Kêu mẹ nó chơi, à? Chơi, mấy phụ huynh nữa. Em xin phép đi qua đêm thôi. Ông ấy hú hồn quay ra ông nhìn em. Ông trong cái, trong cái tư thế mà chạy trốn thì không? Dù mà em có mét mẹ là ông trốn liền. Nhưng mà bình ổn là liền không? Ổn chứ. Rồi về ở chung vậy có lòi ra nhiều tật xấu không? Trời ơi, nhiều lắm chị ơi, nhiều kinh khủng luôn. Đây, đây sạm đi luôn. Đây là một cái thánh nghiệm mua đồ online. Trời ơi, em ví dụ như em là phụ nữ, em thích nuôi mua đồ tùm lum tùm la thì không nói đi, ông này ông mua suốt ngày, ông nằm nhà ông coi Shopee hay Lazada mua đồ quá trời luôn, mua tùm lum tùm la luôn. Mà thường em mua gì? Em xin chính, những cái em mua là cần thiết cho gia đình, cần thiết cho con cái và vợ chồng đều xài chung. Còn những cái vợ em mua là những cái rất nghiệt ngã và không hề rẻ tiền. Thí dụ vợ em thì ít mua đồ trên mạng lắm, vợ em chỉ thích mua đồ ở mall thôi. Thôi đi, nhưng mà em hỏi anh là anh mua một cái máy chạy bộ gần 20 triệu mua về cái để đắp mền luôn, xong rồi đi ra ngoài phòng gym đóng tiền tập gym rồi thuê PT tập, để cái máy chạy bộ để nguyên luôn, không chạy, tức quá chịu được, bán luôn. Em bán hết. Dạ, xong rồi rất là bừa bộn. Trời ơi, về cái là quăng cái này quăng kia, mà em là thuộc lại rất là sạch sẽ nữa, em cứ đi theo ông dọn nguyên một cái tủ quần áo của ông á chị. Em lột ra, sau em xếp áo thun, áo sơ mi nha, rồi quần ra quần nha, quần sọc, quần dài. Mấy bữa sau nó lộn xộn là y như cũ, mà ông nói chứ em xếp làm chi vậy? Em xếp rồi anh không có tìm được đồ, em đó. Hiểu không? Cái lộn xộn đó là cái trật tự riêng của em. Thôi, cho nên dù nó lộn xộn nhưng em thọc tay là em lấy được liền. Em tức quá anh, em nói bây giờ anh muốn lấy đồ gì? Nói em lấy cho. Giờ muốn lấy cái áo đó phải không? Để em đó, đợi xíu, nè.
giờ muốn lấy cái gì em tự làm khổ mình xong rồi mới mốt kiếm chuyện. Dạ. Hồi xưa mình em để sướng chết, em cái tủ lớn lắm, một mình em để từ ngày vợ em về, giờ em mới mua thùng để lên kho đồ em tống lên kho hết. Bây giờ cái tủ đồ em còn có chút xíu. Bây giờ tật xấu tài vậy là anh không đâu có tật xấu gì đúng không? Em nghĩ tật xấu lớn nhất của em chỉ có ghen thôi mà, giờ em điều chỉnh được rồi. Nói bây giờ người ta hỏi nè. Thật ra cái tật xấu lớn nhất của vợ em, như vợ em đã nói là ghen. Ghen kinh khủng. Có những lúc ghen tới mức độ mà em bị xấu hổ. Nhưng mà đó là cái chuyện trước hôn nhân mà. Ý là nhìn thái độ là biết đây vẫn còn ghen vậy. Nhưng mà giảm được 20% giảm thôi. Giảm thôi. Bây giờ thì vẫn ghen, Có những lúc ghen tới mức mà em bực quá. Cái người đó mà vợ em không thích đó, mà phim sắp tới em phải đóng chung với người đó đó, là cả một câu chuyện rất dài. Bây giờ thì vợ em đỡ hơn nhiều lắm so với ngày xưa rồi. Nhưng mà có những cái tính, ví dụ như là từ trước đám cưới cho tới khi đám cưới rồi thì vẫn chưa đổi được. Là hay quên hậu đậu, không biết nấu ăn. Vậy nhưng mà trong những cái đó thì không biết nấu ăn em chấp nhận được. Mỗi lần mà vợ em cũng muốn nấu, chứ không phải là không muốn nấu, cũng muốn vô tập nấu. Nhưng mà mỗi lần mà tập nấu hay làm cái gì đó là em chướng con mắt em lắm. Tại vì em nấu ăn được cho nên em nhìn thấy mà cứ quẹt qua quẹt lại rồi văng tứ tứ luôn. Để tôi nấu luôn. Em làm ơn em biến ra giùm anh đi, đến làm cho nó lẹ chứ đói bụng bây giờ đợi đến chừng nào mới được ăn. Tức là ở nhà là anh ấy là đi chợ Dạ đi chợ nấu ăn hết. Xong rồi em là người dọn dẹp rửa chén. Em chăm cái phần đó tại em thấy cái phần đó là em làm tốt nhất. Nhưng mà chăm con thì sao? Chăm con thì hai chồng em chia đều. Anh anh cũng có, anh chăm con cũng giỏi. Nhiều khi còn khéo hơn em. Anh là anh tắm con khéo hơn em. Chứ em là em tắm con cũng vẫn còn hơi bị hậu đậu một chút. Thì bây giờ nhà có hai đứa. Vợ em không dám tắm, em không tắm nữa rồi ai tắm. Rồi bây giờ nè, mong muốn cô ấy thay đổi điều gì hả Tài? Nhiều cái tính xấu như vậy nhưng mà em cũng quen. Chỉ có điều là ghen thì cũng còn chút xíu. Nhưng mà bỏ luôn cái đó đi, tin tưởng em nhiều hơn đi. Tại giờ em khác rồi, có con rồi. Em cũng suy nghĩ mọi chuyện nó theo cái hướng tốt đẹp hơn, hướng xây dựng hơn rồi. Cũng chỉ muốn là ảnh suy nghĩ về em nhiều hơn thôi. Và biết cái tính của em vậy thì cũng làm né bớt đi, để cho em đừng có ghen nữa. Chứ còn mọi thứ còn lại thì em hiện tại thì em vẫn cảm thấy rất là hài lòng. Em cảm thấy là đến cái thời điểm này thì em chọn anh làm chồng thì cũng không có gì là sai hết. Và em đang có một khoảng thời gian em rất là hạnh phúc. Chúc mừng em. Dạ. Đó thì chị chỉ thấy là tại vì thực ra tụi em là cặp vợ chồng nghệ sĩ sống trong một cái gia đình mà hai vợ chồng vẫn còn đang làm nghề. Dạ. Là một cái điều rất khó khăn. Nhưng chị nghĩ vậy nè, anh Tài năm nay 33 rồi, đã là diễn viên đã lâu rồi, đã hưởng hết những cảm xúc hỉ nộ ái ố rồi. Chị nghĩ rằng em bây giờ em nên tin tưởng vào cái lời nói của Tài. Em tin Tài nhiều hơn. Tại vì khi mà ăn chơi đủ rồi, cảm xúc đủ rồi, bây giờ là đang trong một cái cảm xúc của gia đình. Yeah. Tại vì chị cũng có chồng làm diễn viên, mà cũng diễn viên kiểu là kép như vậy. Chị hiểu cái tâm lý đó. Còn mình ghen càng nhiều mình càng mệt chừng nào. Đúng rồi. Mình rất là mệt. Đúng rồi. Mình cứ khổ tâm xong mình xuống sắc. Đúng rồi. Mình xuống sắc mà cái nghề diễn viên thì em biết rồi đó, khi mình xuống sắc rồi thì mình mất rất nhiều những cơ hội. Mất gia. Đúng không? Dạ. Mình giữ chồng bằng cái sự nghiệp của mình. Dạ. Khuyên như vậy. Dạ. Cảm ơn hai em. Nói chung là qua ngày hôm nay thì chắc anh hy vọng là chúc cho hai em luôn luôn thăng tiến hơn nữa trong sự nghiệp. Sẽ là một đôi vợ chồng chuẩn mực ở trong làng showbiz này ha. Luôn yêu thương nhau và hạnh phúc ha. Ở dưới miền Tây á, đâu cho em lấy không? Rồi là ba má không đồng ý luôn. Rồi nói chung lúc đầu á thì ba má em không có chịu. Thấy ảnh cũng thật thà, rồi cũng kiểu nhẹ nhàng, cũng có hiền lành đó. Nên là cũng chịu, đúng không? Dạ, chịu luôn. Kính thưa quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ tiếp cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ em chào chị. Mặc cái đầm lấp la lấp lánh luôn. Cái đuôi dài, thiệt là dài vậy đó. Mời em giới thiệu. Dạ em chào chị Hồng Vân và chào anh Quốc Thận cùng khán giả trong trường quay hôm nay. Em tên là Lê Văn Sang. Dạ em 26 tuổi, đến từ Bến Tre, hiện tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời em. Em tên là Lệ, em cùng tuổi với chồng, quê ở Quảng Ngãi. Đang sinh sống và làm việc ở đây, Sài Gòn. Một em làm nghề gì? Làm tóc. Sang là làm gì chị quên rồi? Vẫn làm tóc luôn. Cũng làm tóc luôn hả? Dạ. Câu chuyện tình cảm của các bạn nó bắt đầu như thế nào, kể anh nghe coi. Dạ một buổi chiều hôm đó, trước khi là em đi làm về á, đi qua tiệm. Vợ em là đi bên nước ngoài về, về tiệm thầy cũ là duỗi tóc. Em qua làm buổi chiều. Lúc đó em nghe thầy nói là đồn tên Lệ, nhưng mà em chưa biết mặt ra sao hết. Đầu em vô tiệm, em xé tóc cho vợ em. Xong rồi mọi người nói Sang
Lệ đã sang, anh chị thấy được đó, tiến tới đây. Là lúc đó là em chỉ là nhìn vào kiến thôi. Em chỉ nhìn em cười cười. Xong rồi cái dạ em cũng cười. Cái hai đứa nhìn vô kiến cười. Cười không nói được gì chỉ có cười. Nhưng mà lúc đó là Lệ chưa có làm ở trọng đúng không? Không có, em là lính cũ ở đó. Nhưng mà em ra rồi, xong rồi em mới đi qua bên nước ngoài. Đó, xong bây giờ quay trở về. Dạ. Thì là bạn này là lính mới, thì mới gặp bạn này. Dạ. Cái ấn tượng của em về chàng trai này như thế nào? Giống như em là cô bé Lọ Lem gặp được hoàng tử. Wow. Ngay lúc mà bố mắt nhìn nhau trong kiến là đã cảm nhận vậy luôn á hả? Dạ, đã phải biết không? Là của nhau luôn rồi. Ồ, thiệt luôn á. Lúc đó chồng em đẹp trai nữa. Vậy là em có cảm giác giống như bạn này không? Dạ, cảm giác lúc đó em cũng ấn tượng lắm chị. Lúc đó vợ em mặc đồ cũng mi nhon lắm. Để mang giày bót ngăn tới đây về nè. Xong liền mới tập thả dài vậy mà cười miếng chi nữa. Dạ, cười miếng chi nữa. Lúc đó là em ấn tượng luôn chị. Rồi em rớt luôn đó phải không? Em rớt luôn từ lúc em đó rớt luôn đó chị. Sau cái buổi mà định mệnh đó thì đứa nào cua đứa nào? Có anh ở trong tiệm á, cũng đăng hình lên thấy hình vợ em đó. Đầu vợ em vô bình luận là nhớ mọi người quá. Em mới vô em comment một cái hình cười. Xong rồi cái vợ em cũng comment lại cái hình cười. Em mới nhắn tin qua bên Messenger á. Nói là thôi bây giờ kết bạn Zalo đi. Có số điện thoại thì dễ nói chuyện hơn. Đó. Rồi có rủ đi chơi không? Qua ngày sau mới đi chơi chị. Xong thì chở ra cái vỉa hè uống hai ly trên tố. Xong cái về cái vợ em cái bị đau họng á. Là đứa thừa em. Bệnh một tuần luôn chị. Bệnh một tuần lễ luôn. Ly trên tố mà thiệt thòi quá. Dạ. Rồi mà lúc bệnh này rồi anh có quan tâm anh không? Anh có chăm sóc không? Em ở với anh chị á. Ảnh thì ở riêng. Thì ảnh nhát lắm. Mạnh miệng vậy thôi. Chứ còn đứng trước người khác thì nhát lắm. Chăm sóc qua online thôi à. Không có dám tới nhà đúng không? Dạ không. Rồi bao lâu thì tình cảm mấy đứa mới bắt đầu mặn nồng? Đi hẹn hò lần đầu tiên là đi ăn sinh tố đó. Xong là em mới về quê. Ảnh cũng muốn Tết á là về quê em chơi. Từ lúc đó hai đứa tiến tới luôn. Về quê rồi có ra mắt phụ huynh không? Dạ có. Rồi ba mẹ nhìn ảnh thấy sao? Ba má nghe ảnh ở dưới miền Tây á. Đâu cho em lấy đâu. Nói là xa quá. Rồi là ba má không đồng ý luôn. Rồi nói chung lúc đầu thì ba má em không có chịu. Thấy ảnh cũng thật thà. Rồi cũng kiểu như nhẹ nhàng. Cũng có hiền lành đó. Làm ăn cho nên là cũng chịu đúng không? Dạ chịu luôn. Lần đó em ở quê được mấy ngày? Dạ em ở quê được 6 ngày chị. 6 ngày ở quê vợ, lúc đó ở đâu? Dạ em ở nhà vợ luôn. Lúc đó là chưa? Đánh nhanh rút gọn luôn. Lúc đó là em ngủ ở trên gác với anh thứ 8 á. Là ông anh cột chèo của em á. Dạ. Mà ở trên đó thì là tối rồi vợ có lên thăm không? Dạ không anh. Sao thăm được vậy? Không có lên, tại vì Tết gia đình đông lắm anh. Dạ. 6 ngày là đi về. Rồi em có dẫn bạn gái mình về gia đình của mình ở dưới Bến Tre không? Dạ có, trước Tết thì em có dẫn về một ngày. Trong cái chuyến đi đó bao lâu thì em mới cầu hôn vợ mình? Bữa mùng 5 Tết á là vợ em nói là biển Mỹ Khê đẹp. Thôi hai đứa mình đi biển. Thì em cũng đồng ý đi. Xong tới chiều 5 giờ rưỡi vợ em hỏi ủa sao giờ này chưa về nữa anh. Cái em mới nói đợi xíu nữa đi em. Cái em đợi mặt trời lặn đó chị. Mua có hai chiếc nhẫn á. Em bỏ trong túi á mà vợ em không biết. Nói là vợ em ơi em nhắm mắt lại đi. Anh có này em tặng cho em nè. Cái mở chiếc nhẫn ra em đồng ý làm bạn gái anh nha. Ôi ôi. Và đến khi nào mới xin phép ba mẹ vợ cho cưới con gái? Chiều trao nhẫn đó xong, vợ em đồng ý xong là em chở vợ em về. Xong rồi tối em bấm trong điện thoại á, dạ thưa hai bác, hai đứa con có quen nhau vậy đó. Dạ em soạn tin nhắn sẵn á anh để cho nó thuộc lòng á. Lúc đó là ảnh nhát lắm, anh không biết nói thì sao á. Lúc mà lên thưa chuyện với ba má là để dưới bàn nè. Là liếc vô không? Đó. Thưa ba má xin cầu hôn mà liếc vô cái điện thoại đúng không? Dạ đúng. Có không? Ba nghe rồi ba thấy sao? Nói chuyện kiểu như vậy là quá thật thà, quá nhút nhát rồi. Vậy là ba má nghĩ rồi, gái mình trên kèo rồi. Cưới luôn. Là đồng ý, dạ. Là đồng ý luôn. Cái đợt đó là có nụ hôn đầu tiên luôn. Dạ có. Nụ hôn đầu tiên là buổi chiều em cầu hôn ở bãi biển Mỹ Khê đó anh. Đúng là có một nụ hôn đó thôi luôn á. Sau 6 ngày đó là em phải trở về thành phố em làm. Em làm tại vì em làm công ty đó chị. Xong rồi tới đầu tháng 2 em mới về ăn đám giỗ. Làm xin công ty phép là 15 ngày. Ăn giỗ xong là hai vợ chồng em đi chụp hình cưới. Rồi đi coi như là như vậy thời gian nó cũng không phải là lâu ha. Vậy là hai đứa lấy nhau về là được bao lâu rồi? Tính tới thời điểm này thì 2 năm 2 tháng mấy rồi. 2 năm 2 tháng mấy? Dạ. Vậy lúc cưới nhau về là nhiều tật xấu lòi ra không? Dạ cũng có chứ. Ví dụ bây giờ tật xấu rảnh nè. Mới cưới về ngủ thì bình thường lắm. Bây giờ ngủ gác không chị.
ngang đây trở xuống. Với lại hút thuốc nhiều anh. Mà đi vệ sinh thì cực lâu luôn, 30 phút. Có cầm theo cái điện thoại không? Dạ có luôn. Rồi đó, làm gì không? Chơi đó. Game đồ. Em dạ. Chơi game anh. Ngay mà. Có nghe nè, ổng có ghen không? Dạ không. Rồi bây giờ anh hỏi em là sao? Dạ. Bây giờ em không có ghen cổ mà cổ có ghen nha. Dạ có. Dạ em ghen lắm anh. Là có đợt thì em cũng đi đăng ký trả ráp thêm cho nó vui vui đó chị. Có một vị khách đó nói là ủa anh có chị mối không? Em mới nói có. Sáng thì người ta đi làm, 6:30 em dậy chở đi, chiều người ta gọi điện chở về. Cái bữa đó là ở nhà đang dọn dẹp tiệm vậy đó, cái bắt đầu người đó nhắn tin kêu em là đi mua cạc điện thoại giùm. Cái em mới nói là đợi anh xíu để anh qua mua cho. Mà em nói nhỏ nhẹ lắm. Đầu giờ em hỏi đi đâu về, em nói là đi mua cạc giùm cho khách mối. Cái vợ em mới nói ủa sao có nhiều người lắm mà sao không điện mua giùm mà sao điện chồng. Cái lúc đó cái vợ em ghen lên, tối đêm đó là không cho ngủ chung luôn. Em phải ngủ ở dưới á. Bé đó là nhiêu tuổi? Dạ lớn hơn em 2 tuổi chị. Sau đó là có hủy luôn cái mối sơm đó không? Lúc đó là em nghỉ luôn. Thì lúc đầu là anh cũng có nói với em là chở chị đó như vậy. Qua cái ngày thứ ba thì sao em thấy kỳ quá, có ai đi đâu mà gọi cho tài xế mà tới 10 mấy cuốn luôn. Tính ở trong nhật ký á, cứ cách 10 đến 15 phút, cao dữ lắm là 30 phút là gọi một lần. Đi gì mà đi dữ vậy? Nếu mà không có gì á thì tại sao mà cái lúc mà nạp cạc điện thoại cho nhau á sao không để tin nhắn mà xóa luôn? Cái ghen của em là đúng. Đó là về phụ nữ, là chị đứng về phía em. Thực ra mà nói á, cái việc mà em chở xe mối á, mà nhất là chở bằng xe máy đó, giống như đi đưa đi đón về, cũng giống y như làm chở người yêu mình đi học hay đi làm đúng giờ đúng giấc như vậy. Tại vì bây giờ chuyện ráp nhiều lắm, không nhất thiết là mình phải đặt mối một người nào cố định cho mình cả, nếu như mình không có cái suy nghĩ gì trong đầu. Nếu như là chị đó ha, trong lúc vợ mình đang có bầu á, thì mình tránh tất cả những cái gì tránh nhất có thể để làm cho vợ mình bị tổn thương. Ví dụ như là cái người mối đó là một cái bà cụ nào đó hay là bà bác nào đó đi, ok. Còn này lớn em 2 tuổi thì đương nhiên cái chuyện mà vợ mình có cái ghen là đúng rồi. Chưa tính cái chuyện mình cũng có say nắng chút đỉnh mà tại mình giấu. Đó, cho nên rằng là riêng cái chuyện này chị đứng về phía vợ em. Có thể là em không thích người ta nhưng mà người ta thích em rồi sao? Đúng không? Rồi một lúc nào đó trong gia đình có cái chuyện gì bất hòa, ví dụ hai chồng gây lộn nhau một chút buồn vậy, mối gọi alo anh đang ở đâu, chở em đi uống cà phê được không? Là xong. Rồi bây giờ em mong muốn bạn gái ấy thay đổi điều gì? Dạ em thay đổi là bớt nóng lại. Nóng tính hả? Dạ hay nóng tính. Nóng tính dữ lắm hả? Dạ. Nhưng mà nóng mà không kèm được kiểm soát được, không kiểm soát được. Từ ngữ cũng hơi khó nghe. Nhưng mà bớt kiểm soát lại cái tính. Có nghĩa là bớt nóng tính lại, nó kiềm chế lại, đúng không? Dạ. Còn gì nữa không? Dạ nhiều đó đủ rồi. Em mong ông xã em. Anh ấy thì anh hay hút thuốc nhiều. Em thì em hay càm ràm nhiều cái vụ đó. Có khi một ngày một gói. Trời ơi nhiều lắm đó nghe. Quá nhiều rồi. Dạ. Rồi có cái nào hút mà trước mặt con không? Dạ có chứ, nhưng mà ít thôi. Dạ. Hạn chế luôn đi. Chứ lại biết quan tâm vợ nhiều hơn, hiểu vợ nhiều hơn. Dạ, nhiều giờ vợ muốn hiểu vợ gì nè. Thì nhiều khi ảnh cũng hay vô tâm lắm chị. Là ảnh xấu cái tật là ảnh thích cái gì á, ảnh thích ăn cái gì hay là ảnh thích cái gì đó là phải có cho bằng được. Còn em mà em thích ăn cái đó chỉ là đơn giản là một cái bánh mì thôi thì ảnh cũng không mua. Tại vì em thấy ở nhà đồ ăn nhiều lắm, anh đi đâu cũng có đồ ăn á. Tại vì nè, nhưng mà em dẫn xe vô nhà rồi là bắt đầu em là biến đây vậy. Đó, cho nên là bạn nghĩ là chắc em dư đồ ăn rồi. Cho nên là bạn nghĩ là cái mà giống như em nói em muốn ăn cái đó chỉ là em thử lòng hay em giả bộ thôi. Đúng rồi chị. Ừ đó. Thì giờ chị nói em nghe nè, nhiều khi có những điều mình nói dối không có hại ai. Dạ. Mà chỉ mình được lời thôi. Em hiểu không? Em không? Dạ. Cho nên là kệ đi. Bây giờ vợ nói em thèm này, bữa nào em thử coi. Vợ thèm hả? Vợ thèm anh thì anh mua vợ nha. Ví dụ vậy. Là thiệt vui vẻ liền. Chiêu đó của em sẽ làm giảm bớt cái tính nóng nảy của vợ em. Chị đảm bảo với em luôn. Đó, đó là những điều quan tâm. Với lại cái hút thuốc á, hút thuốc bớt lại. Anh khuyên em chân thành. Nên bây giờ hạn chế nhiều nhiều, từ từ rồi bỏ. Với lại mình phải biết con mình nó còn nhỏ quá. Đúng không? Đó. Mà bây giờ bệnh nó nhiều dữ lắm. Đúng rồi. Thôi cố gắng nha. Mỗi một người phải thay đổi. Và được, bỏ luôn thuốc nha. Đúng rồi. Quan tâm vợ nhiều hơn. Vậy đi. Nghe chưa? Dạ. Dù có như thế thì cô ấy mới bớt nóng, bớt càm ràm nha. Cuộc sống hạnh phúc viên mãn nha. Rồi cảm ơn em.